What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay lại trên channel của Boss kia. Thì như các bạn đã đọc tiêu đề, đây là một chiếc bàn phím full length G500S. Thì đây là một trong những cái bàn phím mà mình thấy là một cái sự lựa chọn rất chi là an toàn trong cái tầm giá dưới 400 ngàn. Vậy thì nó sẽ có những cái ưu điểm gì? Bây giờ mình sẽ cùng đi phân tích nhé. Ok, let's go. Rồi, như các bạn đã thấy thì con bàn phím này nó sẽ có tông chủ đạo là màu đen và màu đỏ. Ngoài ra thì nó còn có phiên bản màu trắng nữa. Tí nữa mình sẽ show cho các bạn coi. Thì vì cái hộp của nó có đóng hộp khá là đơn giản cho nên là mình sẽ không có show cái phần hộp của nó ra. Thì nó chỉ là hộp giấy bình thường thôi. Và chúng ta sẽ đi chi tiết vào chiếc bàn phím này. Thì đây là một chiếc bàn phím giả cơ đến từ Funland. Các bạn có thể nhìn thấy cái thương hiệu Funland nó nằm ở ngay phía trên này. Và cái mặt phía trên này sẽ là màu đỏ và bằng nhựa hoàn toàn. Đây chính là một cái điểm an toàn nữa về con bàn phím này. Tại vì nếu mà các bạn sợ bàn phím kim loại nó bị giật, thì nếu như mà các bạn không có thể nối mát cũng như là không đi dép được thì mình có thể sử dụng con bàn phím này rất là an toàn. Ngoài ra thì con bàn phím này được Funland hỗ trợ bảo hành lên tới 2 năm. Đó là một trong những cái chi tiết mà cực kỳ ngon từ phía Ninja. Và nó sẽ được hỗ trợ chống nước cũng như là chống bụi bám bẩn luôn, rất là ngon. Ngoài ra thì tất nhiên cái này nó sẽ chống giật rồi, bằng nhựa mà, làm sao mà có thể giật được. Chống giật cũng như là chống cháy luôn, quá tuyệt vời cho chiếc bàn phím dưới 400 ngàn. Tuy nhiên thì là bàn phím giả cơ thì cảm giác gõ của nó sẽ không được tốt cho lắm. Tí nữa mình sẽ thử gõ cho các bạn coi. Cũng như là cái độ nhạy cũng như là về cái NK thì nó sẽ không có hỗ trợ được nhận diện tất cả các phím. Tuy nhiên thì đổi lại chúng ta vẫn sẽ có một số cái thiết kế khá là ngon. Ví dụ như là về cái keycap. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái keycap của em này sau khi mình nhổ ra. Thì mặc dù là bàn phím giả cơ nhưng mà nó vẫn được làm double shot hai lớp. Tức là một lớp nhựa bên ngoài và một lớp nhựa trong suốt ở phía bên trong. Thì cái hình thức in keycap kiểu double shot này sẽ giúp cho cái keycap này bền hơn. Và nó sẽ có xuyên led, đồng thời là sẽ không bao giờ bị bay chữ theo thời gian. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở phía dưới chân của cái phần keycap thì nó sẽ được bọc một cái lớp màu vàng. Thì cái này chính là cái lớp đệm giúp cho bàn phím này chống nước cũng như là chống bụi bặm khi mà bám vào. Nó sẽ có độ bền tốt hơn. Về phông chữ của em này thì cũng là một phông chữ khá là nhỏ nhắn xinh xắn. Không có phải dạng thô kịch như những cái phông chữ bàn phím tàu khác thì nó cũng khá là nhỏ. Tuy nhiên thì nó cũng vì nó nhỏ cho nên là cái độ xuyên led của nó sẽ không được nhiều. Tí nữa mình sẽ bỏ chế độ led cho các bạn coi. Về phía mặt sau thì chúng ta vẫn được hỗ trợ hai lẫy nâng cao phím. Và hai cái lẫy này thì rất may là ở phía dưới chân thì nó sẽ có cả cái lớp cao su để chống trơn trượt. Cho nên khi các bạn dựng lên thì sẽ đảm bảo an toàn là nó sẽ không có bị trượt theo cái mặt bàn. Nếu mà mặt bàn bằng kính trơn ấy. Một cái ưu điểm nữa của em này thì đó chính là về cái dây cáp. Đây, như các bạn đã thấy thì dây cáp của em này sẽ là dây cáp bọc dù hoàn toàn luôn. Rất là dày và chắc chắn. Nó vẫn sẽ được trang bị một cái cục chống nhiễu và đồng thời cái đầu USB của nó sẽ được mạ vàng để cho tín hiệu truyền tốt hơn. Và mình thích những cái phím mà dây cáp được hỗ trợ thêm một cái ruy băng để mà quấn dây như thế này. Thì khi mà dây mình thừa dài thì mình có thể hoàn toàn quấn vào một cách dễ dàng. Ngoài những điểm nổi bật về phía bên ngoài của em này thì chúng ta sẽ đi vào trong cái phần đèn LED của em này. Đèn LED của em này cũng hỗ trợ đèn LED 7 màu nhìn rất là đẹp. Mình sẽ thử cắm lên cho các bạn coi. Rồi, đây là chiếc bàn phím Funland G500S mà mình đã cắm vào trong máy tính để nó lên đèn LED. Đồng thời cũng là mình tắt hết điện trong phòng đi. Thì nó phải nói là cực kỳ lung linh. Đó. Tuy là rằng giả cơ nhưng mà cái chế độ LED của em này phối màu rất là màu mè luôn. Các bạn có thể nhìn thấy là các cái dải màu nó sẽ chạy từ bên phải và bên trái. Tuy nhiên thì nó chỉ có một số chế độ cơ bản thôi. Mình sẽ cho các bạn cùng coi. Tức là nó sẽ đổi từ màu đậm sang màu nhạt. Thì do là phím giả cơ cho nên là màu của nó sẽ không phải là từng nút mà nó sẽ sáng theo vùng. Đấy, nó chế độ pre-tint và nó vẫn chạy nhưng mà sẽ có chớp tắt. Tiếp theo cũng tương tự như vậy nhưng mà là màu nhạt hơn. Để đổi đèn LED thì các bạn có thể ấn FN. Để đổi đèn LED thì các bạn chỉ cần ấn nút hình tròn ở dưới này bên cạnh nút FN nhé. Chỉ cần ấn nút này thôi, không cần phải ấn nút FN đâu. Đó, cái này là tắt LED. Đây là sáng giữ nguyên. Mình có thể đổi màu như thế này. Và đồng thời là mình có thể ấn chuyển sang một màu, đó là màu trắng hoàn toàn.
mình rất thích để cái chế độ như thế này, tại vì nhìn bàn phím nó sang trọng hơn hẳn, không có quá màu mè, cũng đồng thời là đủ để nhìn thấy rõ tất cả các phím ở trên bàn phím luôn, rất là đẹp. Nếu như các bạn sử dụng cái này ở trong ban đêm thì phải nói là tuyệt vời rồi, không có gì phải chê chắt hết. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái đèn báo khá là lớn của các cái chế độ ở phía bên tay phải góc trên này, đó. Nó khá là lớn, nhìn nó cũng hơi thô. Đó là một cái điểm trừ mình thấy là không cần phải cải thiện thêm về con full LED này. Ok, bây giờ mình sẽ sang cái phần tiếp theo, đó là về cái phần hiệu năng gõ của em này nhé. À, mình đã đưa mic về phía gần chiếc bàn phím. Đây là chiếc bàn phím giả cơ nên các bạn đừng mong là nó sẽ gõ như blue của Switch nhé. Thì nó sẽ gõ rất là êm thôi, chứ không có tiếng gì cả, ngoài tiếng cực cực mà phía cây cáp chạm vào đáy của bàn phím mà thôi. Mình sẽ thử một đoạn cho các bạn coi. Đó, các bạn có thể nghe thấy đó là tiếng kịch kịch khá là giống với lại Brown Switch. Tuy nhiên thì cái độ đàn hồi của phím thì rất là ngon. Mình bấm phím có hành trình cao cũng như là cái độ nảy cực kỳ tốt. Ừ, phải nói là vượt trội hơn một số các cái dòng bàn phím giả cơ hoặc là phím văn phòng thường thấy. Đồng thời thì chiếc bàn phím này hỗ trợ anti-ghosting 16 phím, tức là những cái phím cơ bản này sẽ có hỗ trợ anti-ghosting. Tức là mình ấn chẳng hạn như A, W, S 4 nút này thì nó sẽ vẫn nhận 4 nút cùng một lúc. Và như đã hứa thì đây chính là phiên bản màu trắng của chiếc bàn phím G500S đến từ hãng Fullland. À, như các bạn thấy thì phiên bản màu trắng thì thay vì cái lớp bên ngoài màu đỏ thì nó sẽ chuyển sang màu trắng và nó sẽ là cái nhựa bóng bóng một chút. À, màu trắng thì mình thấy nhìn có vẻ nổi bật hơn vì cái bộ keycap màu đen phối màu trắng nhìn khá là đẹp. Ok, như vậy là mình đã đi review sơ qua về cái bàn phím full LED G500S này. Một trong những bàn phím mà mình thấy là một cái sự lựa chọn rất là an toàn trong tầm giá dưới 400 ngàn. Nếu như các bạn đang phân vân giữa những chiếc bàn phím giả cơ trong tầm giá 400 ngàn thì đây là một cái sự lựa chọn khá là an toàn. À, bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất nó có khả năng chống nước này, chống bụi này, được bảo hành lên tới 2 năm chính hãng và đồng thời nó sẽ đảm bảo cho các bạn chống giật luôn, tức là sẽ không bị giật nếu như mà các bạn sợ những chiếc bàn phím kim loại mà mình không thể nối đất hoặc là đi dép trong nhà được. Ngoài ra thì chiếc bàn phím này cũng được full LED chăm chút khá là chi tiết vì những cái keycap thì hỗ trợ đến double shot này. Chẳng hạn như dây cáp thì bọc dù cổng USB vẫn được mạ vàng, nói chung là quá hời trong cái tầm giá khoảng tầm hơn 300 ngàn như thế này. Nếu như mà các bạn muốn đặt hàng chiếc sản phẩm này thì mình có để link ở phía dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like và subscribe kênh của mình đấy. Và đừng quên ấn nút chuông ở phía bên cạnh nút subscribe nhé. À, nếu như các bạn muốn xem thêm những video về các bàn phím cơ cũng như là các con chuột gaming thì các bạn có thể ấn video bên này hoặc là video bên này. Ngoài ra thì các bạn có thể ấn subscribe kênh của mình ở ngay giữa đây nhé. Cảm ơn các bạn lần nữa. Bye bye!